Chào mọi người, hôm nay mình thấy trên group của mình rất là nhiều người bị mất ngủ. Thì điều đó thật là nó tốn công và nó thật sự là nó đáng tiếc. Nên mình xin chia sẻ là cái cách thức để mà mình hạn chế cái tình trạng đó bằng cách là sử dụng phần mềm dự báo thời tiết ở chính ngay cái mảnh vườn của mình. Thì trước đây mình cũng có xài rất là nhiều phần mềm dự báo thời tiết, nhưng mà nó khó cái nó chỉ định vị ngay chỗ cái vị trí của mình đang sử dụng cái điện thoại thôi. Còn cái vườn cao su đa phần là xa nhà các bạn, ít có vườn nào gần nhà lắm, cũng có một số vườn gần sát bên nhà nhưng mà đa phần là nằm xa nên nên không thể nào dự báo thời tiết cái chỗ của cái vườn của mình được, thì nó gây ra là nó không chính xác được. Còn cái thời gian mà khi mà dự báo thời tiết á, thì thời gian càng gần á, thì cái độ chính xác nó càng cao. Chẳng hạn như bạn dự báo cách đây 10 ngày, cái độ chính xác nó thấp hơn là bạn dự báo cách đây 3 ngày. Còn nếu mà dự báo trong ngày hoặc là trong 24 tiếng hoặc là trong 48 tiếng á, thì cái độ chính xác nó rất là tốt. Mình đã kiểm nghiệm và mình thấy là cái độ chính xác nó rất là cao ở khu vực mình đang ở. Thì trước đó mình sử dụng nhiều cái phần mềm dự báo thời tiết nhưng mà nó không có định vị ở cái vị trí mình mong muốn. Vì vậy mình thường sử dụng thêm một cái phần mềm là phần mềm giả lập cái vị trí, GPS, có nghĩa là đánh lừa cái điện thoại mình nó đặt ở vị trí cái vị trí mình mong muốn. Nhưng mà hôm nay á, cũng may mắn là hôm nay thấy nhiều vườn bị mắc mưa nên mình cũng lên mình tìm hiểu lại. Thì mình tìm lại thì mình cũng phát hiện ra một cái phần mềm nó không cần sử dụng cái giả lập định vị nữa mà nó có cái vị trí cho mình chọn trực tiếp trên bản đồ. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thức sử dụng để làm sao cho mình biết được cái thời tiết để mà mình tránh trường hợp mà mình không 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 tiên liệu được, mình không chuẩn bị được mà nó mất thời gian, mất công sức của mình. Thì đây là những cái phần mềm mà mình đã từng sử dụng. Nói chung mình sử dụng rất là nhiều phần mềm, nhưng mà hồi xưa là mình sử dụng cái phần mềm vị trí giả nè. Đó, các bạn thấy nè, là mình đặt cái vị trí ở trên đây rồi đánh lừa cái máy để sau đó mình bật cái vị trí mà thật sự mà mình bật phần mềm dự báo thời tiết thì nó sẽ ra cái vị trí mà mình đang ở đó. Nhưng mà cái cách thức đó thì nó rất là mất công, thì và nó phức tạp, nhiều bạn không có biết cách sử dụng tại vì phải vô trong cái phần 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 thiết lập của máy mà chỉnh cái chế độ là cho phép nó những cái phân quyền rồi nhiều thứ linh tinh. Thì hôm nay thì mình có cái phần mềm này, nó sẽ cho mọi người biết là cái vị trí của mình luôn. Đó là phần mềm Where the Bus đó. Các bạn vô trong cái cách thức cài đặt là như thế này, các bạn vô trong cái CH Play của mình hoặc là nhiều máy là tiếng Việt là ghi là cửa hàng hoặc là nơi mà mình cài phần mềm á, rồi mình gõ cái tên phần mềm là Where the Bus vô. Đó là nó sẽ ra cái phần mềm và mình bấm đây cài đặt nhé. Đó thì cái này nó sử dụng cảnh báo thời tiết nhanh và chính xác nha, và dự báo thời tiết địa phương với radar, bản đồ và tin tức. Nói chung là cái này mình thấy là rất là ok. Thì sau đó sử dụng xong thì các bạn mở nó lên và mình sẽ thấy, bạn thấy cái bản đồ nè, bản đồ Hồ Chí Minh đó. Đó, bạn bấm vô cái bản đồ đó thì các bạn sẽ thấy là như mình nó đang định vị của mình là ở thành phố Hồ Chí Minh ha. Mình ở Sài Gòn nhưng mà mình cũng làm công việc liên quan tới cao su đó. Thì bây giờ ví dụ như mình có một mảnh vườn ở ở Đồng Xoài đi, ví dụ ở vị trí này đi, mình tra trên bản đồ cái vị trí của mình là mảnh vườn nằm ở đây, ví dụ như vậy. Thì mình giữ nguyên, mình chọn được đúng địa điểm và mình giữ nguyên thì nó sẽ hiện ra cái vị trí mà mảnh vườn của định vị của vườn của mình đây, và mình bấm vô dấu cộng ha. Rồi mình sẽ lưu nó là Thủ Dầu Một, Bình Dương, vườn cao su của mình đi. Đó, và mình bấm
hẹp new location, thì mình sẽ có trong cái danh sách vườn của mình nó sẽ có cái vườn cao su đó. Khi mà mình muốn tìm hiểu thời tiết ở đó, mình chỉ cần vô trong cái ở trên đây, mình bấm vô cái vị trí là vườn cao su của mình, thì sau đó mình sẽ bấm vô cái house, nó sẽ cho mình biết là cái thời tiết hiện nay như thế nào. Giống như hiện nay là chủ nhật nè, vào lúc 10 giờ nè, mình sẽ thấy là sẽ có trời sẽ có mưa nè. Đó, 11 giờ trời vẫn có mưa luôn nè, mây đen nè. Đó. Và 12 giờ trời vẫn có mưa mây đen. Đó. Và ở đây nó sẽ 80% 70% đó là cái xác suất và cái hình giọt mưa bao nhiêu á, mây đen hay mây vừa vừa á, thì mình sẽ biết là cái lượng mưa nó như thế nào để mà mình phòng ngừa, chẳng hạn như cái này mây đen quá là mình biết là mưa lớn đó, rồi mây vừa vừa thì nói chung là mưa cũng bình thường. Thì nó sẽ có bên đây là cái humidity là độ ẩm nè ha, còn đây là nhiệt độ, cái 26 nè này là nhiệt độ nè, cái 90% humidity là độ ẩm nè, wind là gió nè, tốc độ gió nè đó. Và mình nhìn vào đây, mình có thể là hôm nay là chủ nhật và mình có thể dự báo là thứ hai là thời tiết như thế nào. Đó, 1 giờ sáng thời tiết như thế nào, 2 giờ sáng thời tiết như thế nào. Và thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì càng về sau thì nó sẽ càng không chính xác. Nhưng mà nếu mà trong vòng 24 giờ hoặc là ngày mai thì cái dự báo nó tương đối là chính xác. Còn đây nó sẽ có nhiều chế độ xem, chẳng hạn như xem vệ tinh. Đó, nó thể hiện theo cái kiểu vệ tinh. Còn đó, mình có thể là xác định mảnh vườn của mình, thấy được cái mảnh vườn của mình ở trên cái bản đồ luôn. Đó, thấy được mảnh vườn như thế nào bằng vệ tinh luôn. Đó, thì dựa vào đây mình có thể là tìm cái vị trí vườn của mình chính xác, mình chỉ cần nhớ cái tên đường thôi. Cái đường của mình đâu và mình từ từ mình dò dò ra, đây vị trí vườn mình, và mình chấm cái đó. Mình chỉ chấm mình giữ luôn vậy nè. Đó, thì nó mới hiện ra nha, chấm giữ luôn, hiện ra cái dấu màu cam vừa rồi bấm dấu cộng kế bên đó để lưu cái vị trí vườn của mình ở chỗ đó. Đó, thì đây là cái cách mà các bạn có thể là giúp cho các bạn dự báo thời tiết nó tốt hơn, thì nó đỡ những cái mất mát của mình khi mà mình ra lô mình cạo mà nó bị cái tình trạng nó có vấn đề. Như cái hôm nay là may là quần khắp thành phố Hồ Chí Minh mới đen không. Rồi xin chào mọi người nhé, thì mong là mọi người làm việc hiệu quả và không có bị tình trạng bị mắc mưa trong khi mà quá trình mình làm việc nữa. Thì hiện mình đang tìm một cái phần mềm nữa kết hợp với phần mềm dự báo thời tiết để mà dự báo được, nó kết hợp với chuông báo thức luôn để cho mình ngủ ngon giấc. Chẳng hạn mưa lớn quá thì mình ngủ, hoặc là mình có thể coi trước cái hàng hôm nay, mình coi trước ngày mai, hoặc gần gần cái giờ, càng sát giờ mình coi càng chính xác, mình coi trước để mà mình coi là hôm nay quyết định là ở nhà ngủ luôn hay là ra vườn làm, để biết mưa lớn mưa nhỏ như nào, có bão hay không. Như này là 40% là có bão nè, giống như ngày hôm nay nè, là có gió to, không được gió là mình biết là dựa đó, mình biết là gió hay là như thế nào đó. Xin chào mọi người, chúc mọi người làm một ngày làm việc thật tốt và không bị mắc mưa trong lúc làm việc nữa. Chúc ngày cuối tuần vui vẻ, ăn nhậu vui vẻ nha mọi người.